Xin chào tất cả anh chị, em là Hoàng Hảo và hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị một miếng đất vườn là được quy hoạch lên thổ cư nha anh chị. Là miếng đất này có diện tích là 1.138 m² và lại rất là gần với lại tỉnh lộ 782. Dạ, tỉnh lộ 782 còn được gọi là quốc lộ 19 đó chị. Là nó kết hợp chung với lại là đường DT782 và đường DT784 và đi hướng đi về thành phố Tây Ninh. Cách thành phố Tây Ninh thì chỉ 35 cây số thôi. Cách ngã tư An Sương ngay Sài Gòn anh chị, ngã tư An Sương trong Sài Gòn á là chỉ 44 cây số. Dạ, thì nói chung là cách mấy tiện ích xung quanh đây đâu đó thì tầm khoảng 2 đến 3 cây số thôi. Rồi đất của mình thì rất là gần với lại là khu công nghiệp Phước Đông, là cách 3 cây số và gần cụm của khu công nghiệp Phước Đông là chỉ có 1 cây số thôi. Dạ, thì hướng này anh chị sẽ chạy đi ra ngoài đường DT82, còn hướng này á là anh chị sẽ chạy đi về huyện Gò Dầu, là chỉ cách cái huyện Gò Dầu đó là 6 đến 7 cây số thôi. Dạ. Đây, và đây là đất cái đường vô đất của mình. Thì đường này là đường 4 m nha anh chị. Dân cư trong đây rất là đông luôn. Và bây giờ mình vô đó coi ha anh chị. Và bây giờ mình sẽ chạy vô đất nha anh chị. Vô chạy vô đất sát bên đây nè. Đó, giờ mình vô. Dân cư trong đây là rất là đông nha. Nhà có nhà, có cửa đầy đủ luôn. Đường thì rất là rộng, đường này là đường 4 m. Đường này nếu mà nhà nước nó sẽ làm mở rộng thêm á thì em nghĩ đâu đó thì nó tầm khoảng 5-6 m. Dạ, đường là đường thông luôn nha anh chị. Đây dân cư xung quanh này rất là đông. Đó. Sắp tới miếng đất của mình anh chị ha. Đây, miếng đất của mình nằm ở đây. Vị trí này. Đây là tới đất. Rồi. Mình đi tới đất rồi nha anh chị. Mình đã tới đất rồi nha. Đây là đất của mình. Đây anh chị thấy nè. Đây là đất của mình. Đây đất của mình có một diện tích 1.138 m². Cái mặt tiền đường á là đường 4 m. Đường này đường thông. Đường thông xe máy đi ra ngoài đường tỉnh lộ 782. Dạ. Anh chị thấy nè. À, đất của mình rất là đẹp và rất là rộng luôn. Đây khu dân cư rất là đông. Đây anh chị thấy nè. Dân cư rất là đông luôn. Đây. Ở phía trước là anh chị thấy là có đường điện luôn anh chị nha. Ở phía trước là có đường điện luôn. Có đường điện sẵn. Và ở đây thì rất là gần với lại cụm của khu nghiệp Phước Đông. Chỉ cách có 1 cây số thôi. Anh chị nếu mà anh chị xây nhà ở lập nhập vườn cũng rất là ok. Còn không thì mình xây trọ để mình kinh doanh. Mình xây trọ để mình kinh doanh thì rất là ok luôn nha. Đất này được quy hoạch lên là đất thổ cư. Dạ. Được quy hoạch lên là đất thổ cư mà chưa có lên thôi nha anh chị. Vẫn còn là cây lâu năm. Và anh chị nào cần mua để lập vườn nhà vườn hoặc là xây trọ, anh chị hãy liên hệ với số điện thoại của em ở bên trên. Số điện thoại của em là 0849 388 455. Và em là Hoàng Hảo. Và em xin nhắc lại số điện thoại là 0849 388 455. Và miếng đất này là giá 850 triệu nha anh chị. Em xin nhắc lại là 850 triệu. Và bây giờ em sẽ bay livecam lên và quay xung quanh đây cho anh chị cùng xem.
cảm ơn các anh chị đã xem hết video này và hẹn gặp lại anh chị với những video sau. Nếu anh chị thích video này, hãy cho em một nút like và một nút subscribe để em có nhiều động lực hơn để làm clip. Và hẹn gặp lại các anh chị với những video sau.